Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quản lý bookmark trên Chrome. Tức là chúng ta sẽ quản lý những cái trang web mà chúng ta đã lưu trên cái trình duyệt Chrome. Rồi, thì ở đây mình sẽ mở Chrome lên. Ví dụ như là mình hay vào cái trang tuổitrẻ.vn để mình đọc báo chẳng hạn. Thì để tiện cho lần sau truy cập vào cái trang này, chúng ta sẽ nhấn vào cái dấu sao này. Đó, để chúng ta lưu nó thành cái bookmark. Ở đây thì chúng ta sửa tên nhé. Ví dụ như là báo tuổi trẻ. Đấy. Sau rồi các bạn nhấn hoàn tất này. Thì nó sẽ lưu ra trên này. Bởi vì ở đây thì mình lưu nhiều cái trang web rồi, nên là nó đẩy tít xuống dưới này. Đấy. Rồi thì ví dụ như ở đây mình có lưu một cái bookmark là một cái trang nói về chuyện ma. Đấy, khi mình nhấp vào đây thì nó sẽ mở ra. Đấy. Thay vì chúng ta phải gõ cái địa chỉ này rất là phiền phức thì chúng ta lưu lại bookmark thì rất là nhanh. Nhưng mà sau một thời gian khi các bạn lưu quá nhiều cái trang thì nó sẽ đẩy xuống như thế này. Đó. Một danh sách rất là dài. Thì khi mà nhiều quá thì chúng ta sẽ quản lý nó khá là phức tạp. Đấy, khá là khó khăn trong việc quản lý nó. Ví dụ muốn thay đổi vị trí đi. Thì ví dụ đưa cái này lên đầu đi. Lên đầu đây. Xong cái kia nó lại tắt mất rồi. Vậy chúng ta là phải bật lại. Ví dụ muốn đưa một cái khác lên. Thì chúng ta là phải... Đấy, đưa lên đây nó lại tắt mất. Hoặc là chúng ta muốn xóa một cái nào đó. Ví dụ như xóa cái kênh 14 này đi. Đó, vừa xóa xong thì nó lại tắt mất. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách quản lý nó dễ dàng hơn. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sắp xếp bookmark và đổi tên bookmark với cái tốc độ nó nhanh hơn là cái cách làm vừa nãy. Thì để làm được như vậy, các bạn nhấn chuột phải vào một cái bookmark bất kỳ nhá. Nhấn chuột phải. Đây nó hiện lên một cái danh sách này. Các bạn chọn cho mình cái dòng đó là trình quản lý dấu trang. Đây nó sẽ mở ra một cái trình quản lý dấu trang. Ở trong đó thì nó sẽ lưu tất cả các cái bookmark các bạn ở đây. Đấy. Bây giờ nếu các bạn muốn sắp xếp vị trí rất là đơn giản thôi. Các bạn chỉ việc nhấn và giữ chuột trái vào một cái trang nào đấy. Đấy. Sau đó các bạn kéo đi. Đấy. Thì nó sẽ dịch chuyển. Rất là dễ dàng. Đấy. Rồi. Đó là đối với một cái. Bây giờ các bạn muốn kéo hàng loạt cũng được. Ví dụ mình sẽ chọn hàng loạt một số các cái trang nhé. Đấy, mình chọn mỗi nơi một cái đi. Đấy, sau khi chọn xong á, cách chọn thì các bạn giữ phím Ctrl nhé. Giữ phím Ctrl. Sau đó click chuột trái vào từng cái là các bạn đã chọn được như mình ra này. Đó. Sau khi chọn xong á, các bạn thả phím Ctrl ra. Các bạn nhấn và giữ chuột trái vào một cái, các bạn kéo. Đó, thì đồng loạt những cái các bạn chọn nó sẽ được dịch chuyển cùng một lúc. Như vậy rất là tiện. Mình làm lại nhé. Đây, các bạn giữ phím Ctrl, sau đó click vào những cái các bạn cần chọn. Đấy. Sau đó các bạn nhấn và giữ chuột trái và kéo nó đi. Thế này là xong. Rồi, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổi tên bookmark. Thì các bạn thấy ở trên này này. Đó. Có cái bookmark thì nó rất là gọn, ví dụ như cái này. Còn những cái bookmark kia thì tên nó dài chẳng hạn. Thì nếu mà cái tên của bookmark nó ngắn á, thì chúng ta sẽ thể hiện được nhiều cái trang bookmark ở trên này. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ đổi tên. Ví dụ như cái này nó dài quá, các bạn nhấp chuột phải vào nó, các bạn chọn chỉnh sửa. Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ gõ tên này. Ví dụ cái này là trang forshare.vn này, một cái trang upload đúng không? Mình xóa đi, mình để lại là forshare thôi. Là người ta hiểu rồi. Đấy, nhấn Enter. Các bạn thấy nó ngắn lại không? Thì khi nó ngắn lại thì nó sẽ cho phép thể hiện thêm một cái bookmark ở bên này. Đây mình sẽ làm thử cho các bạn xem nhé. Ví dụ như cái hồn về trong gió này á, thì mình có thể lấy cái chữ chuyện ma thôi. Đấy, bởi vì nó là chuyện ma mà. Nhấn Enter. Đấy, thì khi mà mình đổi cái hồn về trong gió thành chuyện ma thì nó ngắn. Ngắn bên này lại và bên này thêm được một cái trang là xác chết. Đấy. Rồi tiếp tục thử một cái nữa nhé. Rồi cái này là tăng view cho YouTube này.
thì mình để lại là chữ tăng view thôi. Đó, ví dụ như vậy, nhấn Enter. Rồi tiếp tục cái giá vàng.net này thì mình để thành cái giá vàng thôi. Rồi nhấn Enter. Đấy, các bạn thấy là bên này nó lòi ra được thêm một cái trang báo tuổi trẻ này. Đó. Rồi thì đó là cái thứ nhất. Sắp xếp bookmark và đổi tên. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xóa nhanh bookmark và phục hồi lại cái bookmark đã xóa. Thì có những cái trang web mà các bạn thấy không cần thiết nữa, chúng ta cần phải xóa đi. Ví dụ như để mình tìm nữa nhé. Tại đây là những cái bookmark quan trọng của mình cho nên là mình phải lọc cho nó kỹ. Rồi ví dụ như cái trang Liverlink này. Mình không cần cái trang này nữa thì mình nhấn chuột phải, chọn xóa. Đấy. Nếu mà các bạn xóa nhầm thì các bạn nhấn chuột phải vào một cái bất kỳ. Các bạn chọn là khôi phục xóa. Tức là chúng ta nhấn chuột phải vào một cái vùng bâng quơ này này, đó. Nó hiện ra cái bảng này, chúng ta chọn khôi phục xóa thì nó sẽ phục hồi lại cái Leverlink. Đấy. Tương tự nếu các bạn muốn xóa hàng loạt, các bạn chỉ việc giữ phím Control sau đó chọn vào những cái trang mà các bạn muốn xóa. Đó. Sau đó nhấn chuột phải, chọn xóa thì nó sẽ xóa một loạt các cái trang như vậy, rất là nhanh phải không nào? Rồi, muốn phục hồi thì cứ nhấn chuột phải, chọn khôi phục xóa. Đấy. Đấy là cái thứ hai, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái thứ ba. Cái thứ ba đó là gom bookmark vào thư mục để cho dễ dàng quản lý. Cái này hay này. Ở đây mình sẽ cho các bạn xem một cái ví dụ. Đây, bây giờ mình sẽ kéo mấy cái này lên đầu cho các bạn xem nhé. Các bạn nhìn thấy ở đây mình có mấy cái thư mục này. Đó. Khi mình nhấp vào, các bạn thấy nó hiện ra một đống bookmark ở trong này nữa. Cái này là cái đăng tin rao vặt. Thì trong này là mình tập hợp những cái trang mà nó liên quan đến việc đăng tin. Đấy. Rồi bên này là săn bắt. Thì nó tập hợp những cái trang mà nó chuyên bán về những cái đồ nghề săn bắt. Đấy. Bên này tải phần mềm. Khi nhấp vào thì nó hiện ra những cái trang mà cho mình tải phần mềm. Đấy. Thì ví dụ các bạn lưu bookmark mà có những cái trang mà nó cùng chủ đề thì các bạn nên tạo một cái thư mục như thế này để chúng ta tập hợp nó lại. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo cái thư mục này. Thì đơn giản thôi, các bạn chỉ việc nhấn chuột phải vào một vùng bâng quơ nào đó. Các bạn chọn cái dòng là thêm thư mục. Rồi ở đây thì các bạn đặt tên, ví dụ như là tổng hợp linh tinh chẳng hạn. Đấy. Rồi bây giờ muốn đưa một cái bookmark ở đây vào trong cái thư mục tổng hợp linh tinh này thì các bạn chỉ việc là giữ phím Control. Đấy, chọn những cái mà các bạn cần chẳng hạn. Đấy. Sau đó các bạn nhấn chuột phải, chọn cắt. Cắt nha các bạn, hoặc là nhấn Control X cũng được. Đấy. Cắt. Rồi sau đó các bạn nhấn đứt chuột trái vào trong cái thư mục tổng hợp linh tinh này. Đấy. Nó mở ra cái này, các bạn chỉ việc nhấn chuột phải và chọn dán. Đấy, như là chúng ta thao tác trên computer thôi, rất là dễ dàng. Rồi, ở đây thì các bạn đang ở trong cái mục là tổng hợp linh tinh. Còn nếu các bạn muốn trở về cái dấu trang vừa nãy á, các bạn nhấp vào đây, nhấp vào cái thư mục lớn nhất này, thanh dấu trang này. Đó, thì nó sẽ mở lại. Ok. Rồi, nếu mà các bạn thấy rằng là ở trong cái phần mà tổng hợp linh tinh này có những cái trang mà mình đưa vào nhầm, mình muốn đưa nó ra lại thì các bạn chỉ việc đó là giữ phím Control, sau đó chọn những cái mà các bạn muốn đưa ra ngoài thanh dấu trang này này. Các bạn nhấn chuột phải, chọn cắt nhá. Cắt. Đó, sau đó ra ngoài này. Nhấp vào đây, nhấn chuột phải. Dán. Đấy, thì nó lại đưa ra ngoài lại. Rất là đơn giản với con này. Tương tự, mình sẽ làm lại nhá, vào đây này. Đó, nhấp đứt chuột trái, sau đó chọn những cái mình cần, nhấn chuột phải, cắt ra ngoài này, chuột phải, dán, xong. Thì ở bên trong này nó không còn cái gì nữa. Đấy. Tương tự muốn xóa cái này thì các bạn chỉ việc nhấn chuột phải, chọn xóa, hoặc là nhấn phím Delete trên bàn phím thì nó sẽ xóa. Đó.
Rồi thì sau khi tạo thành thư mục thì các bạn có thể dịch chuyển cái thư mục đó. Đấy, ví dụ mình dịch chuyển nó lên đây. Cho nó thành một nhóm với nhau đi, đó cho dễ quản lý. Đấy. Rất là tiện đúng không nào? Thay vì như ngày trước thì chúng ta cứ phải nhấp vào đây chúng ta chọn một dòng dài rất là phiền phức. Thì bây giờ chúng ta đã có những cái thư mục gọn như thế này. Đấy. Thì đó chính là cái bài hướng dẫn ngày hôm nay mình muốn truyền đạt cho các bạn. Rồi, thì để xem thêm những cái video thú vị hơn, các bạn sẽ vào youtube.com nhé. Đấy. Gõ youtube.com, sau đó các bạn gõ thêm cái dấu sẹt, rồi ghi thêm cái chữ thường vĩ không dấu, rồi nhấn enter. Đấy. Thì các bạn sẽ được chuyển đến một cái trang như thế này. Đấy. Hoặc là trên cái thanh tìm kiếm của YouTube các bạn có thể gõ chữ thường vĩ cũng được. Đó, nhấn enter. Ở đây nếu mà nó hiện ra cái này thì các bạn nhấn vào chữ thường vĩ. Còn nếu nó không hiện ra thì các bạn chọn bộ lọc. Đấy, chọn là channel hay là còn gọi là kênh đấy. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy cái này. Nhấp vào đây. Rồi trong kênh thường vĩ có gì? Ở trong mục danh sách phát, đấy, playlist. Playlist. Nhấp vào đây. Các bạn sẽ nhìn thấy có cái mục đó là tư vấn tin học. Thì cái video các bạn đang xem này này, nó nằm trong cái mục tư vấn tin học đấy đấy. Nhấp vào đây. Đây. Thì các bạn thấy rằng là có rất là nhiều những cái video khác. Đó. Rất là hữu ích thì các bạn nên xem. Rồi nếu mà các bạn thấy video hay và thấy cái kênh này có giá trị chẳng hạn để mà theo dõi thì các bạn vui lòng nhấn vào cái nút đăng ký ở đây. Đấy. Nhấn vào cái nút subscribe á. Đấy. Thì khi mà mình tải lên một cái video mới các bạn sẽ nhận được một cái thông báo ở bên này. Đấy. Tức là nó có cái hình kênh của mình cộng với con số. Ví dụ mình tải lên một video thì nó hiện lên số 1. Để mà các bạn biết rằng là mình mới tải lên video đấy, vào đấy mà xem. Rồi, nếu mà bạn nào có lòng tốt thì các bạn có thể chia sẻ cái video hướng dẫn này cho bạn bè hoặc là cho những người đang cần đến nó. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video hướng dẫn tiếp theo. Chào các bạn.